rất là rực rỡ khi mà buổi chiều ngày hôm nay các cô các chú là về Hà Nội để ngày sáng ngày mai đi Điện Biên. Thì đây là những hình ảnh rất là ấm cúng đang tại nhà của bạn Quyền Nguyễn, rất là tuyệt vời luôn. Bạn Quyền Nguyễn đâu rồi? Dô với các ông cái đi. Nào mời các ông đi để chuẩn bị đi Điện Biên, giải phóng Điện Biên 70 năm. 2 3 go, 2 3 go, 2 3 uống quá tuyệt vời luôn đấy các bác, từ Quảng Ninh rồi Bắc Giang, Hải Phòng, rất nhiều các tỉnh thành, Ninh Bình đấy. Ông không sợ say đâu. Ông Tần và ông Mạnh ha. Đây. Đấy, hôm nay là có xin mời mọi người nhá. Đấy, có hai người đẹp của Quảng Ninh nữa. Rất vui luôn. Quân số của Quảng Ninh hôm nay là đông nhất. 9 người là quân số Quảng Ninh, Tiên Yên Quảng Ninh. À đâu? Còn ông Minh mấy cả ông? Còn ông Minh mấy cả ông ấy nữa là thành 11 người. 11 người Quảng Ninh. Đoàn thôi là 9. Đúng rồi.